chào quý vị và các bạn đã đến với kênh của chúng em. Vâng, hai em cún đực. Trời ơi, đúng là giống đực có khác. Choai choai như là... Trời ơi, trời lạnh mà được chị ôm như này thì có mà sung sướng quá đi. Hai em chó đực rất là đáng yêu luôn. Ôi, hai em cún ấm áp nằm im, ngoan ngoãn, yêu thương. Này, anh em cùng ngắm qua hai em cún chó Phú Quốc nha. Đây, em này một bên đen này. Đấy, anh em thấy một bên đen đen hơn này. Bên này đen hơn này. Đấy, một em đực. Còn em bên này thì kiếm đen. Một đường kiếm màu đen. Đấy, hai em đều ăn uống no say trước khi đi. Đấy. Hai em dòng dõi nhà cọp lưỡi đen. Đấy, hai em đen xì luôn. Lưỡi đen xì. Đấy. Mấy em này mà anh em ẵm về thì không phải lo nghĩ rồi. Trông nhà tốt, bắt chuột giỏi. Đấy, cực kỳ nhanh nhẹn luôn anh em ạ. À. Chạy một phát đã mất hút rồi. Đấy, hai em này mà về trông cà thì thôi rồi. Không phải lo trộm. Đấy. Chúc hai con lên đường may mắn nhá. Bye bye. Đấy, trời hanh khô nên là đâm ra đất cũng khô rong rồi anh em ạ. À. Gió lùa nhiều nên chúng em mắc bạc xung quanh chuồng luôn. Đấy, gà con là chúng em ưu tiên cho những chiếc đèn sưởi ấm như thế này. Các em mùa đông là chúng em cứ thắp đèn này là không bao giờ lo gà ốm. Đấy, các em vẫn cứ lớn lên khỏe mạnh bình thường. Đấy, anh em nhìn này. Đấy, đồ ăn thậm chí còn chưa ăn hết cơ. Đấy, ăn gọi là no say luôn. Đấy, như thế thì các em sẽ mau lớn hơn. Còn đây là khu vực của các em chó Phú Quốc. Chị Nhiêu ơi. Đấy, bây giờ chúng em còn hai em cái rồi. Đấy, anh em mà yêu thích cái thì giới thiệu với chúng em nhé. Cái này nhiều anh em thích đực quá nè. Nó thích còn một con đực nè. Còn rất là nhiều em. Còn đây là còn hai em. Một em lưỡi đen và một em lưỡi đốm rất là đẹp. Đây em màu vàng và lửa này, vẹn lửa này là lưỡi đốm này. Còn em kia thì là lưỡi đen này. Để trời cũng bắt đầu tối rồi. Chúng em vẫn đang hoàn thiện những khâu cuối cùng. Bao giờ khi mà gửi cún thì chúng em cũng kèm theo một cái quyển sổ ghi rõ các cái thông tin của các bạn cún, để cho anh em về chủ động tiêm phòng và dịch cho các bạn ấy. Đấy, khu vực trường bên này chúng em bo bạt kín xung quanh luôn. Rất là ấm. Đi vào không cần mặc áo khoác luôn, không sợ lạnh. Đây là bạn cọp con trong nhà với thầy Hòa. Bạn cọp con sủa rất là to, trong nhà rất là tốt. Nhà thầy em ưu tiên cho bạn ấy ra mặt tiền luôn. Đây là những em gà mái xinh đẹp của thầy Hòa. Đây là gà thầy em nuôi ở biệt thự. Rất là nhiều anh em thích mua gà của biệt thự của thầy em. Một em xám, một em bịp chân vàng, hai em ô. Em này mới tách con, rất là xinh gái. Những khu vực này đều có gà con nên là chúng em mắc đèn che kín luôn. Ôi, đây là bạn máy bông. Vâng, lần này thì chúng em lót lá chuối cho bạn máy bông nên là máy bông nở khá là nhiều con, rất là đẹp. Đây, khu vực bên này chúng em cũng bo kín toàn bộ chuồng nào mà có gà con cũng nhốt hết. Ủ ấm hết cho các em. Đấy. Rất là nhiều em. Ui dù, ôi. Đàn này nó lớn thêm tí nữa thì thôi, cái chuồng này không đủ. Không đủ cho chúng nó, đông thế chứ lị.
ghê. Ăn đu đủ á. Trời ơi, ăn đu đủ mà đầu lấm lem luôn á. Trời ơi, nhìn cái mặt kìa. Ăn đu đủ mà mặt kìa lấm lem. Đấy, bạn này mới tách con xong mà bây giờ đã đẻ rồi. Rất là mau đẻ luôn. Đấy, mở chuồng là tự vào luôn. Anh em thấy không? Nó đi, có vẻ nó đang muốn đi ấp. Sao nó vẫn chưa vào nhỉ? Thôi thôi, con có cần flash không? Chị bật cho luôn. Đấy. Em này em muốn đẻ rồi. À, ôi trời ơi. Rồi đẻ nó lại đi ra. Chưa thì đẻ rồi. Nhưng mà thôi cho bạn ra luôn. Trời ơi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em của chúng em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.